Thực hiện kế hoạch số 93 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa qua, xã Tân Lập huyện Yên Mỹ tổ chức cưỡng chế giải tỏa 6 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất ao tập thể. Xã đã huy động lực lượng phương tiện máy móc tiến hành giải tỏa trường hợp hộ ông Trương Đăng Tuân ở thôn Thư Thị vi phạm xây dựng lán vẩy trên đất nông nghiệp với diện tích gần 20 m², hộ ông Nguyễn Văn Mão và ông Nguyễn Văn Sửu ở thôn Hào Xuyên đổ đất lấn chiếm gần 270 m² ao dài. Cũng trong đợt ra quân cưỡng chế lần này, xã Tân Lập đã tuyên truyền vận động 3 trường hợp khác tại các thôn Thổ Cốc, Hào Xuyên, Nho Lâm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 300 m². Việc tổ chức cưỡng chế giải tỏa dứt điểm 6 trường hợp vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai tại địa phương.